trên cao này khoảng mấy cái để cái định nghĩa chúng ta trên nhé, chúng ta có mà trong cái đánh giá rủi ro là phải có cái này. Anh lưu ý cho tôi là các cái nguyên nhân cơ bản do chúng ta là những trạng thái mà cứu thuộc đây ở trên sàn thì chúng ta là đi các trạng thái này thì không phải chúng ta nó khác cái ô trống chúng ta không có cảnh báo đúng không ạ? Đấy. Rồi ngã từ các sàn thao tác này thì chúng ta là không chắc chắn không có các cái lan can bên ngoài thi công của chúng ta đây. Về đến cái sàn của chúng ta này có thể vào các khe đấy. Rồi rơi ngã giao tiếp thị trường máy xây dựng của chúng ta. Rơi ngã từ cái giáo treo. Sơn thì làm cái chính một trong những cái dạng giáo treo ở đây. Và cái rơi ngã là từ thang. Cái thang thì tôi có mấy cái như này. Đây cũng là của thầy của thang rồi. Thang đây là thang đúng nghĩa là thang sử dụng trời. Thang sử dụng trời. Ở đây các anh nhớ cho tôi một cái chỉ điểm vàng. Bất kỳ sao bài anh em chúng ta đều biết rằng 1 4. Mỗi hình này chúng ta nhớ. Chân ra 1 với chiều cao 1. Tại sao không phải có chỉ điểm này? Các anh không từ đây bắt thì nó ra khoảng có khoảng như này có một màu không tắm màu tí hoàn toàn không có gì. Thế tại sao chúng ta lại phải để cái này mà có thể cho em thì chính mà chúng ta không để cái sát vào không có sát vào tại sao chưa có nhiều thiếu hơn không ai nhớ ở đây anh nhìn thấy cái gì này nhé cái này, cái lưng của người này, trọng tâm của con người này, cái số lưng này, đúng không ạ? Mông này. Nếu cái thang này càng dựng vào thì trọng tâm của người nó sẽ đi ra khỏi cái khoảng cả cái tiết diện kinh nghiệm ở cái trên đấy thang này, sẽ ra ngoài. Điểm lật của nó là điểm lật ở chân thang, nó sẽ ra phía sau, đúng không ạ? Do vậy là làm sao cái trọng tâm của con người nằm trong cái viên hình chữ nhật hai chân thang này cao bao nhiêu? Đây là tạo một hình chữ nhật ở dưới. Trọng tâm của anh vào đấy thì anh mới không có khả năng ra ngoài, vì sao? Tay anh thì không mỏi, đúng không ạ? Còn anh chẳng thấy anh luôn luôn như anh phải treo vào trọng tâm của anh ở ngoài thì đương nhiên nó sẽ tạo cái nguyên là trạng thái là qua cái điểm đấy thôi. Thì các anh lưu ý cho tôi cái tỉ lệ 1 4. Cố gắng nhớ chúng ta dài 6 mét và cho chân ra của 1 mét rưỡi đến 1 2 4 5 cm thì không phải lúc nào chúng ta phải chỉnh thước chúng ta phải có cái áo quả này đấy. Đây là quy tắc vàng, hay nhớ được cái điều này. Cái khác thì vân vân thì chúng ta sẽ có cái đó còn tiếp chúng ta đều trong này nội dung cái này thì các anh thấy sẽ được làm được không, chúng ta chưa nói đến thanh toán, anh là tôi nói sử dụng thang. Sai rồi đúng không? Không này là sai đúng không? Chúng ta cũng là tuân thủ là luôn luôn làm như thế này. Mình cũng khối là thế. Đúng không? Mình cũng nói nghe gì. Bên kia có cái gì mà cứ nên cái tiếng chúng ta nghe thì không phải nói thì nói cho tôi để chúng ta phải hiểu rằng lúc nào chúng ta phải có nguyên tắc và tiếp xúc quan điểm hai là tiếp xúc quan điểm
ra hiểu chúng ta. Đối với gọi thứ hai thì chúng ta đặt ra câu hỏi, thì nguyên tắc ba điểm của chúng ta ở đâu? Nó có là ba điểm gì? Đầu gối hoặc ngực, được không ạ? Hỗ trợ, đấy là điểm thứ ba đi xuống. Cái đầu gối này, hoặc khúc anh tề vào, được không ạ? Cái thang này thì anh luôn dùng cho trạng thái là sử dụng hai tay và một điểm khác, nên anh không bao giờ có nguyên tắc ba điểm cả, nếu mà dùng tay. Tăng xe ai mà như là nguyên tắc tăng xe ai khi anh vẫn lên điểm thì đầu gối của anh này. Hoặc điểm ngang của người là sao? Thì cấu trúc được. Các bạn bảo anh nhìn mình như này thôi. Thì không, mình cứ nói là cứ thang là phải cứ chắc 3 điểm. 3 điểm đó chứ nào? 3 điểm thì chúng ta có cây và có cả một phần khác để làm cái điểm thứ 3. Đấy. Đây là cái hình này các anh thấy sức mình như một khi một thang đúng với giả trả. Nếu như mà thang chúng ta một lên ở cái điểm nào vân vân phía trên này, thì các anh phải bớt các bậc phía trên, đúng không? Làm sao đủ trạng thái tay đi để chuyển hướng, không thường bớt ba lát một tay mạnh, đúng không? Không, cái này là chúng ta lưu ý, mặc dù anh em chúng ta sẽ làm rất nhiều lần rồi, nhưng mà chúng ta sẽ chú ý thôi. Nên đây là một nguyên tắc để chúng ta có điểm tiếp xúc với bước đi tiếp. Thì anh bớt cho tôi 3 điểm trên này, 3 cái bước trên. Một cái nữa chúng ta lưu ý về cái cuộc một hai. Về nguyên tắc buộc thang là buộc thang gông theo chiều tì. Nên bộ phận cửa sổ trên này cố định ở điểm trên, dưới chân cố định ở điểm dưới. Cứ để thang giữ, để néo vào bên trong. Làm sao nguyên tắc không bị trượt, không bị trượt điểm trên, không bị trượt điểm dưới các bạn. Không khi nó trượt điểm thì nó sẽ trượt cả kéo ra trên trên. Thế là sao điểm gông này của anh nào nó đủ chắc chắn. Thích này. Thích mà không muốn trượt. Anh lưu ý cái trạng thái đấy nhé. Ít cái trường hợp mà người ta sẽ bớt hẳn móc như này để neo đó, không có đâu. Rồi, với cái loại giáo dục của chúng ta. Các tạm tiếp cận một đoạn để kéo, vân vân. Ít nhất một mét sau mặt sàn cho đến bao giờ. Nếu có cửa ở đây nhé, cái sàn các bác của anh là cửa được mở vào phía trong, được không? Đến mặt bằng ngang thì phải khóa để người ta không ra ngoài. Cái sàn thao tác của mình thì đầu đốc ấy, mình mà sau này mình làm sáo ấy, mà mình có cái điểm thì mình thao tác sàn như thế nào? Cái này như vậy, cái này phải kéo vào trong. Sau đấy là anh mới nói chuyện đi ra, anh khóa sàn lại, có chốt, có khóa vân vân. Làm sao không bao giờ được mở ra ngoài? Đấy là những cái nội dung chính tôi trao đổi với các anh về cái phần thang.